chào bạn Ren. Xin chào tất cả các bạn. Bạn Ren ơi, hôm nay bạn đi đâu chơi vậy bạn Ren? Hôm nay mình đi nhặt đồ chơi. À, bạn đi nhặt đồ chơi hả? Cho mình đi chơi chung với bạn với nha. Được. Rồi, bạn đi trước đi. Mình đi theo bạn. À, cái gì vậy bạn Ren? Đồ chơi. Có đồ chơi hả? À, cái này là cái gì đây? Ồ, cái đồ chơi này là cái đồ chơi gì vậy? Đồ chơi cá sấu. À, đồ chơi cá sấu. À, cá sấu. Rồi, bạn mở đồ chơi này ra xem thử coi cái chơi có hay không bạn Ren? Bỏ được. À, bạn mở thử coi. Băng keo. Rồi, bỏ băng keo đi. Rồi, mở ra bạn. Gì đây? Trời ơi. Cái này là cái cây cái súng. À, cái súng, à súng bắn hơi. Wow, đẹp quá à. Ồ, hay quá. Còn cái này là gì đây? À, mình biết rồi. Cái này là chơi cái này là bỏ cái này vô là bắn súng cái này nè, là thắng. À vậy hả? Đâu bạn thử coi, bạn thử bắn coi. Bạn thử bỏ đạn coi, đạn ở ngoài đang mở đằng sau kìa bạn ơi. Kìa, đạn mở ngoài ngoài sau vậy sao? Ừ, mở cái đó ra mình nhét đạn vô đó. Không, mở nó không được đâu nè, mình thấy ở trong hình nè, nhìn trong hình nè, nè trong hình người ta nè, đó trong hình người ta nè, ta bỏ đạn ở đây nè, đó mở nó ra, bạn mở dặn ra đây, bạn dặn nổi không? Dặn không? Đây mình dặn ra cho nè. À vậy là sao ta? Cái này vậy là nhét vô đằng trước hả? Không, không phải đâu bạn ơi, nhét vô. À nhét vô hả? Rồi, à vậy hả? Đâu rồi? Rồi vô kìa. Rồi đâu bạn thử bắn ra coi bắn ra không? Rồi bạn bắn thử coi ra không? Rồi từ từ nha. Rồi. Rồi bắn thử coi, bắn thử coi. Ồ. Phải không? Phải không? Ngộ ta. Phải không? Phải không? À vậy là không qua được. Không qua được rồi. Vậy là sao ta? Ủa trời ơi, vậy là chúng ta đã bị sai rồi. Sai rồi. Rồi đâu bạn nhét vô này coi, đừng có nhét vô nha. Rồi nhét đây thôi. Rồi đâu bạn bắn thôi coi. Mạnh lên. Nặng quá. Rồi bấm mạnh lên. Rồi nặng vậy. Nặng vậy là bạn bắn ngang bánh mạnh lên rồi nó văng ra đó. Rồi mạnh lên. Mạnh lên. Mạnh lên. Đẩy mạnh lên. Hiểu quá. Đẩy mạnh lên mới văng hơi ra được. Thôi cậu làm đi. Rồi bạn vịn ra, bạn vịn cái này đi. Rồi bạn vịn này nha, để bên nha. Đó, hiểu chưa? Đó, bạn chưa đúng rồi, chưa bắn đúng. Rồi bạn gắn vô. Rồi. Rồi. Đó. Rồi gắn vô lại nha. Rồi. Đó. Chơi hay rồi đó nha, trò này chơi hay rồi đó. À, bạn kéo ra, xong rồi bạn. Rồi bạn kéo ra đã, bạn kéo. Đổi khác đi bạn. À, bạn đổi màu khác hả? Bạn đổi màu khác đi. Vàng. À bạn đổi màu vàng đi ha. Bạn phải kéo ra. Rồi, bạn kéo ra, kéo ống ra, khoan đã. Phải kéo ống ra đã. Đó. Wow, hay quá. Không, bạn phải kéo ống ra. Rồi bạn bắn đi. Rồi kéo ống ra nè, đó kéo ra vậy nè, rồi bạn nhét đạn vô. Rồi bạn nhét đạn vô. Đó, rồi bây giờ bạn bắn thử đi, nó sẽ mạnh hơn á. Đó. Rồi. Ủa sao cho người ta có nhiều đạn trong đây? Ừ, mình cũng không biết cái trò chơi này chơi sao ta. Bạn Ren ơi. Ừ, mình có một ý kiến này nè. Bây giờ mình sẽ lấy cây súng này với những viên bi này, đó, những viên đạn này nè, đạn xốp này nè, đó, có rất là nhiều màu. Mình sẽ về lấy những chiếc xe của bạn đó, những chiếc xe đồ chơi của bạn đó, rồi mình bắn để đổi màu những chiếc xe đồ chơi nha.
Rồi bây giờ bạn hãy lên xe đi, rồi bạn đem theo cây súng này về, rồi chúng ta sẽ về lấy những chiếc xe đồ chơi của mình đi ra chơi nha. Rồi đi nào. Rồi bỏ hết cớ không được hả? Rồi vậy bạn bỏ bạn rồi bỏ bạn cá sấu này vô rồi sao luôn. Rồi mình sẽ cầm những viên đạn này giùm bạn cho. Rồi chúng ta let's go nào đi. Rồi khoan, để cái đầu cá sấu vô, để cái đầu cá sấu vô, đúng rồi, cái đầu cá sấu đi. Để bạn để vô cái lỗ ấy á. Đây, bạn để nè, nè, bạn bỏ đây nè. Đó, vậy nè, sẽ không bị rớt. Rồi, ok. Rồi, let's go nào. Chạy về nhà lấy xe đồ chơi, mình bắn đổi màu nha. Tới nhà rồi bạn Ren ơi. Wow, những chiếc xe đồ chơi của bạn Ren đẹp quá ta. Rồi, những chiếc xe đồ chơi này quá đẹp luôn. Rồi bạn Ren ơi, bây giờ bạn hãy lấy súng ra đi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chơi bắn súng đi. Đó, bạn sẽ chọn màu. Rồi, bây giờ mình sẽ xe này màu xe này màu gì bạn Ren? Màu cam á đen. À, xe cẩu này màu cam nha. Bây giờ mình sẽ đổi màu cho xe cẩu này đi. Rồi bạn hãy đổi thành màu màu này đi nè. Rồi rồi đó, gắn vô. Rồi bạn hãy đem chiếc xe cẩu, chạy xe cẩu lại tảng đá này nè. Rồi chạy chạy xe cẩu lại đó. Rồi lấy xe cẩu lại. Rồi để lên, rồi để lên, để lên tảng đá này nè đó. Rồi ok rồi nha. Rồi bây giờ bạn hãy bắn đi nha. Rồi bạn gắn vô. Rồi bạn gài đạn lên chưa? Khoan lấy hơi nữa, phải lấy hơi nữa. Rồi lấy hơi, gỡ ra rồi. Rồi bắn vô. Rồi bạn Ren ơi, bạn Ren hãy bắn ngay chiếc xe đi bạn Ren ơi. Rồi thục rồi, thục rồi, bạn bắn lại đi. Chưa trúng, chưa trúng. Rồi bạn hãy gài, khoan, bạn phải gài hơi. Đúng rồi, gài hơi đi, gài hơi đi. Bạn hãy gài hơi đi. Gài hơi đi. Rồi đó, rồi bây giờ, rồi đứng xa xa ra, đứng xa xa ra. Rồi rồi xe ơi, chưa trúng nữa. Rồi bây giờ cho bạn đứng gần lại một tí để bạn bắn nha. Rồi bạn đứng gần lại một tí bạn bắn nha. Rồi kéo hơi ra. Rồi bắn nào. Trúng chưa? Chưa trúng nữa hả? Rồi đưa bạn viên đạn nè. Trúng cục đá này hả? Bây giờ bạn nhắm kỹ một tí nữa nha. Nè bạn gài đạn vô đi, bạn nhắm kỹ một tí nha. Rồi rồi bạn bắn đi. 1 2 trúng chưa? Chưa trúng nữa hả? Trời ơi sao bạn phải rèn luyện. Rồi bạn phải rèn luyện nha. Rồi cho thử một lần nữa nha. Nhanh lên. Rồi ok. Rồi ngồi xuống. Rồi bây giờ bạn ngồi xuống đi. Rồi bắn đi. Ồ trúng rồi phải không? Rồi bây giờ hãy xem chiếc xe đổi màu nha. Rồi chiếc xe của chúng ta đã chuyển qua màu xanh nước biển rồi. Hay quá đi. Rồi bạn Ren ơi, bây giờ chúng ta sẽ thử đổi màu chiếc xe khác nha. Rồi đổi màu chiếc xe khác đi nào. À bây giờ đây, bây giờ chiếc xe này bạn Ren. Rồi xe này mình nó màu gì bạn Ren? Xanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây đổi màu đi. Mình sẽ dùng màu nào. Rồi ok bạn dùng màu đó nha. Rồi rồi lấy con đó đi. Không chưa, lấy không chưa. Rồi bây giờ bạn hãy chạy lên kia đi. Rồi chạy lên kia đi. Rồi chạy xe lại. Rồi cho xe lên cục đá nào. Rồi đó bây giờ bạn hãy bắn đi nha. Lần này bạn hãy bắn thật là trúng nha. Rồi gài đạn lên. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ồ trúng chưa bạn? Thục rồi hả? Trời ơi bắn gần vậy mà cũng thục nữa hả? Ôi trời ơi, cố gắng bắn nha. Wow trúng rồi. Wow chiếc xe đã đổi màu rồi, đẹp quá các bạn ơi. Rồi bạn Ren ơi, bây giờ chúng ta hãy thử chiếc xe khác nha. Rồi thử xe khác bạn Ren ơi. À bạn thích xe bồn hả? Rồi bạn hãy lại lựa một viên đạn đi. Bạn hãy lựa một viên đạn đi. Bạn lựa viên nào? Đỏ. Rồi ok bạn lựa đã. Rồi chạy xe tới đi. Rồi cho xe lên. Bây giờ bạn hãy muốn đổi màu chỗ nào? Bạn muốn đổi màu chỗ nào? Bạn muốn đổi màu cái rồi cái này ha. Rồi bạn phải bắn trúng vô mới đổi màu được nha.
Rồi bạn gài đạn lên đi. Rồi, rồi nhắm, cố gắng nhắm nha. Rồi, ngồi xuống nào. Ô, trúng cho bạn, trúng cho bạn. Trúng rồi hả? Rồi bạn đi ra chiếc xe nó đổi màu nè. Wow, chiếc xe của chúng ta đã đổi màu rồi, nhìn đẹp quá đi. Bạn Dan ơi, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đổi màu chiếc xe khác nha. Rồi, bây giờ bạn hãy lựa chiếc xe khác như nào. Rồi, xe này hả? Ồ, bạn lựa xe đó hả? Rồi bây giờ bạn hãy lại lựa màu nữa. Bạn chọn màu nào? Đỏ. Rồi, bạn chọn màu đỏ đó hả? Ừ, rồi ok, bạn chọn màu đỏ luôn. Rồi. Lấy được không? Bạn lấy được không? Rồi. Rồi, xong. Rồi, bạn hãy đẩy chạy xe tới đi. Chạy xe tới nào, chạy xe tới. Ồ, chạy ghe luôn, chạy ghe luôn. Rồi, cho xe múc cát lên. Rồi, cho xe múc cát lên. Wow. Rồi bây giờ bạn muốn đổi chỗ nào? Bạn muốn đổi màu đỏ, hồi nãy bạn đổi cái bạn đổi cái cabin rồi, bây giờ bạn sẽ đổi cái cậu bệ hút nha. Rồi ok, bạn bắn đi. Rồi gài đạn lên. Rồi. Ok. Rồi, 1 2 3. Wow, trúng cho bạn, trúng cho bạn. Đúng rồi. Rồi, trúng rồi, bạn hãy đi ra để xem xe đổi màu nè. Wow, chiếc xe của chúng ta đổi màu nhìn đẹp quá đi. Bạn Ren ơi, chúng ta còn 2 chiếc xe. Bây giờ bạn thích đổi màu chiếc xe nào tiếp theo nào? Chiếc xe nào? Bây giờ còn 2 chiếc xe, bạn thích đổi màu chiếc xe nào? Xe tăng. À, bạn đổi màu xe tăng hả? Rồi, bây giờ đổi màu xe tăng cho màu gì? À, màu này đi. Nè, đó màu này lên nha cho đẹp nha. Rồi, xe tăng lên. Rồi bây giờ bạn hãy gài đạn lên. Ok, rồi được rồi. Bây giờ bạn hãy thử bắn coi trúng xe tăng luôn nha. Wow, trúng cho bạn, trúng cho bạn. Đúng rồi. Rồi trúng rồi, rồi bạn hãy đi ra hãy xem chiếc xe tăng đổi màu nè. Ô, chiếc xe tăng đổi màu nhìn đẹp quá đi. Rồi bạn Ren ơi, còn một chiếc xe cuối cùng. Bây giờ bạn hãy lại lựa một viên đạn nào đó để đổi màu chiếc xe này đi. Bạn hãy lựa một màu nào nào. Rồi, bạn lựa màu đó nha. Rồi, đạn lên. Rồi, ơi, chạy xe tới nào. Ok. Wow, xe này chạy mạnh quá, xe này chạy mạnh quá. Rồi, bây giờ bạn muốn đổi màu chỗ nào? Bạn muốn đổi màu chỗ nào bạn Ren? Cái này. Rồi, ok, bạn muốn đổi màu chỗ đó, bạn gài đạn lên đi. Bạn súng cá sấu này biến bắn đổi màu hay quá đi. Rồi. 1 2 3. Ô, trúng cho bạn. Đúng rồi. Trúng đâu, trúng chỗ nào? Rồi trúng chỗ đó đúng không? Rồi bạn hãy đi ra hãy xem chiếc xe chúng ta sẽ đổi màu ấy nè. Wow, chiếc xe đổi màu nhìn đẹp quá đi. Rồi thôi bạn Ren ơi, bây giờ mình đã đói bụng quá rồi, thôi bây giờ mình đi về ăn cơm nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt. Rồi bye bye, hẹn các bạn ở video tiếp theo.